Đó. Không ngồi đây đâu. Bạn lại một xíu nha, đến 2 giờ 5 phút thì sẽ hỏi các bạn để cô chưa bạn. À, hôm nay có một bạn xin nghỉ họ. Ồ, thế thì chúng ta bắt đầu nha. Hỏi lại một lần nữa ba bạn này trong trong 5 phút đấy đã làm xong bài tập chưa? Nào các bạn bật hết cam lên nào. Nào cô hỏi. Hải Phong, Minh Đức, à, đâu, Hải Phong, Nhật Minh và Lâm đã hoàn thành bài tập chưa? Và cô đã nhắn vào trong nhóm, à đâu, trong tin nhắn thì các bạn đã đọc chưa và làm chưa? Bài rất là dễ. Con làm thôi mà. Ok. Nói dối nhưng mà chưa lộp đúng không? Thì tí nữa để cô sẽ hỏi. Còn Hải Phong và Lâm thì sao? Hai bạn đã làm xong chưa? Rồi, thế là cô share màn hình. What? Ôi, con nói, vừa nói gì thế? Con nói to lên em chảy như thế đó. Ô, chết rồi. Ô, chết rồi. Đây. Các bạn đợi một xíu nha, đợi cô share màn hình. Document to. Không phải. Document. Được rồi. Ok. Đây, đợi một xíu. Cô đã share màn hình. Wait, chết rồi. Sao lại thế này? Đấy, đấy. Wait a minute, I will share my screen now. Đó. Đây. Đó. Bài 2 đúng không? Ok, bài 2. Như bài của bạn Châu ấy thì cô đã nhận xét ở dưới bình luận rồi. Thì Minh Châu sẽ để ý cái câu 6 này. Đó. Còn Minh Đức thì hôm nay không học, không đi học. Sao ấy? Thì tiến lại có chưa luôn. Nào bây giờ cô sẽ chữa bài. Bởi vì tại vì có ba bạn này chưa thấy lộp bài. À đây, Minh Đức đây. Đấy, Minh Đức thì chú ý mấy cái câu bình luận rồi đấy. Đó. Nào bây giờ cô chữa bài nào. Nào Nhật Minh hai cô đầu. Tại vì thấy bạn Nhật Minh, Hải Phong. Hải Phong nộp bài của C2 nhưng không nộp bài của 4B1. Đó, Nhật Minh thì cũng không thấy đâu. Lâm thì cũng không thấy đâu. Đấy, mà mặc dù học lớp 4B1. Đó, và bạn Minh Châu bạn ấy vừa học C2. C3, C gì đó. Nhưng bạn vẫn hoàn thành bài tập đầy đủ. Đấy. Nào Nhật Minh, Tiền hai cô đầu. tiền to be ở cô. Đúng rồi.
Nào, có nhìn rõ đời bài không? Đây. Con làm từ câu 1 đến hết rồi mà. Rõ, con đưa mẹ chụp rồi mà. Được người ta, nộp rồi á. Sao cô không thấy ta? Cô thấy có mỗi bạn Minh Đức. Ờ, chắc mới nộp à? Đây à? Không, không. Con nộp từ lúc tuần trước đây. Rồi. Ủa, sao có mỗi bạn Minh Đức? Bạn Minh Châu. Con là con nộp từ tuần trước rồi nè. Hải Phong thì nộp bài C2. À, không thấy đâu. Vậy. Cái gì chắc nộp rồi hả? Ờ. Thế nhờ? Con cũng không thấy đâu. Nào. Rồi, đấy thì những cái bạn nó chưa làm ấy, đấy thì cô đã nói rồi. Đó. Nói chung là còn hai buổi cuối thì cô sẽ nhân nhượng cho các bạn, vẫn cho các bạn vào làm. Nào Hải Phạm, đâu? Mình Nhật Minh. Ờ ba cô đầu. Nhật Minh ba cô đầu. Nhật Minh khoan. Nhật Minh, Nhật Minh. Nào ba cô đầu. Ba cô đầu. My dog is small. Yeah, thank you. Rồi, tiếp. She is a student. Ừ. Tiếp. We are. Really. Okay. Ready nha. Cái này ready nha. Tức là ready, ready nha, sẵn sàng nha. Tính từ. To get a pen. Đây nha. Và bạn Minh Đức chú ý, chắc là bạn Minh Đức điền ở đây toàn điền là ơ. Khi là bạn Minh Đức là điền điền chữ A ấy. Nhưng mà chắc là cô nghĩ chắc là do bạn đấy kiểu nói tiếng Anh là R nhưng mà viết lại thành tiếng Việt là ghi ghi chữ A vào đấy. Đấy nên bạn Minh Đức chú ý. Tiếp, ba cô thích là Hải Phong nào. Hải Phong làm bài tập chưa? The cô là nào my my is so boring. I just watch TV every night. Đây nhớ nha, cái boring này các bạn đã biết nghĩa gì không? Boring. So boring. Hải Phong nhớ không? Biết không? Đây, tính từ. Tính từ. Và nó có nghĩa là chán lắm. Ồ, đúng rồi. Chán lạn, buồn tẻ đấy. Lạn rất là buồn, rất là. Đấy, buồn. Ví dụ bộ phim này rất là buồn. Ví dụ this movie is boring chẳng hạn. Đấy. Rất là buồn, chán lạn. Đó, I watch. Nhớ chứ chờ lần cuối. Lại chờ nhá. Đó, tiếp nào. Hải Phong, 5, 6. Từ từ. Ờ, ok. Nào, 5 nào. Hải Phong, 5, 6. Hải Phong, 5, 6. Cô là my first bad is from Đó, có thể biến không? Đây, to lên nhá. Is from California. Yes. I'm in. I gì? Đi với gì? I am. Vì cái này thì các bạn đã làm được không? From Vietnam. Tiếp. Nhớ nha, nó còn not đây. Và Minh Châu cũng nhớ câu 6. Đây, từ từ. Không, đây. Đây, cái này nhá. Nếu mà nó còn not và nó có be, mặc dù nó viết ngược cái thôi, nhưng mà khi mà mình làm bài thì phải để dạng đúng động từ nguyên thể của nó, tức là to be cộng với cả not là để dạng phủ định của nó. Thì bây giờ ở đây thì to be ở đây là gì? We thì đi với gì? We đi với not ạ. Ồ, we đi với gì? Động từ to be cơ mà. À, be ạ. Cái gì? We đi với be ạ? We đi với to be thì nó sẽ gồm là am,
is và are. Đấy, trong ba từ này. Đấy thì mình sẽ cộng thêm not nữa. Are đúng không? Are là to be. Not thì ấy, hoặc là mình sẽ viết là aren't. Đó. We aren't late, tức là chúng tôi không đi muộn. Đó. Đó. Ok, nào bạn Lâm là ba câu cuối, bốn câu cuối. Lâm. Bạn Lâm. Chắc bạn này lại ấy rồi. Nào, Minh Đức hai câu tiếp và Minh Châu hai câu cuối. Minh Đức. Hả? Câu bảy, 7, 8. Điền là ít sao? Họ Minh Đức nhìn kỹ, nhìn thật kỹ câu bảy. Nào. Câu bảy điền là ơ. Điền là ơ á? Đâu nào từ Minh Đức từ nhá. Động từ to be thì nó gồm những cái thì nó gồm những động từ to be thì nó gồm những cái động từ nào? Minh Đức. Hả? Nhớ lại hả? To be thì gồm những cái động từ nào hả? Minh Đức. Vừa nãy cô mới nhắc lại ở bài của bạn Hải Phong đấy. Nhanh nào. Minh Đức, này. Thế vừa nãy không để ý hả? Vừa nãy cô đã nhắc lại cho bạn Hải Phong rồi. To be, động từ to be. Nó gồm có 3 cái. Nào Hải Phong nhắc cho bạn nào. Cái động từ to be đấy nó gồm có 3 cái động từ nào? Mì. Nào, nhập từ từ, Nhật Minh nhắc một cái và cho Hải Phong nhắc lại hai cái. Động từ to be à, cô? My dog. Không, đâu, động từ to be cơ mà. Nó cũng có ba cái động từ nào, động từ chính ấy. Nào Hải Phong nhớ không, vừa nãy mới nhắc xong, có ba cái từ đấy. To be, cô không nói hẳn to be luôn đi, cô còn nói động từ. Chỉ to be là động từ còn gì nữa? Chứ không nói động từ sao các bạn hiểu được? Trong tuần trước là bạn Minh Châu không học nữa. Thử với cô đã tổng hợp lại cho các bạn đấy, tổng hợp lại cho các bạn rồi và nói rõ là to be là gồm những cái gì đó. Nào Minh Đức nhìn lại câu 7 sai hay đúng? Chắc bạn ấy bị mạng. Nào bạn Nhật Minh xem Minh Đức đúng hay sai và vì sao? Câu nào cô? Câu của Minh Đức câu 7. Câu 7 là Minh Đức điền is. Điền sai hay đúng? Minh Đức cô là sai. Tại sao? Thế bây giờ Hải Phong, quên, Nhật Minh điền cái gì? Con này con chưa là nào, con này con chỉ biết là sai thôi. Bạn Minh Châu ấy. Minh Châu, câu 7. Em đã câu 7 nào. Emma and Patty are good friends.
Đúng rồi. Nhưng mà bạn Minh Châu có giải thích được tại sao dùng R hay không, mà không phải dùng E hay không phải dùng M không? Em cô bởi vì em và Prati là số nhiều nên là phải Ừ. dùng Đúng rồi. Thì nó sẽ tương đương với dây đúng không? Dây thì với R đúng không? Đấy. Rất là đơn giản. Đó. Đúng rồi. Nào Minh Châu nó có 7 8 đi. Đi cho Minh Đức làm 9 10. Nào cô 8 nào. Nhớ không? nha, có dấu hỏi chấm thì phải đưa cái động từ lên trước. Là is she a singer? Đúng rồi, is she a singer? Đó. Vậy mặc dù họ viết này thôi, viết là she xong phải gạch B thôi, nhưng mà mình cứ theo quy tắc mà làm. Đó, cứ hỏi chấm cái câu hỏi thì sẽ đưa cái động từ lên trước và đến chủ ngữ. Đó. Rồi, câu 8. Xong. Tất cả đúng rồi nha. Câu 9, câu 10 nào. Minh Đức nào. Em được câu 9. Em sẽ điền là is ạ. Is, không phải đọc là it nha. It là ấy rồi. It rồi là cái kiểu động chủ ngữ rồi. Hoặc là is nha. Rồi, tại sao? Sao dùng is mà không phải dùng are? Ừ, Minh Đức, tại sao? Em được Đi vào chủ ngữ đi rồi giải thích. Đây thì tại vì chủ ngữ là his sister đúng không? Thì ở đây nhá, his sister nó không có s trước hết, ở đây nó không có s như này. Đó, thì nó thì nếu mà không có s thì nó sẽ là động từ gì danh từ đếm được số ít, và khi đó mình phải chia thì tức là his sister nghĩa là em gái của anh ta thì nó sẽ tương đương với she. Thì she sẽ đi với is. Đó. Còn nếu sisters ở đây nó thêm s ở đây này, được chưa? Cậu Minh Đức nhớ cái quy tắc như cậu bù trừ trước cậu bảo không? Nếu mà có s ở đây thì ở đây thì sẽ không chia gì cả. Tức là sẽ đi với are, còn với động từ to do thì sẽ là không chia gì cả, giữ nguyên. Đó, còn nếu trường hợp mà his sister ở đây, ví dụ bỏ cái s này đi. Đấy, thì bắt buộc phải chia. Đó. Rồi. Và ví dụ động từ pseudo thì phải thêm es hoặc s vào. Kiểu chủ ngữ có s thì ở bên này nó phải chia đó. Rất là đơn giản. Tiếp nào, câu 10 tương tự câu 7. Nhanh nào, còn làm bài tiếp. Minh Đức. Câu 7, à, câu 10, câu cuối cùng ấy. Đúng rồi. Tại sao? Giải thích như bạn Minh Châu đi. Nếu mà muốn giải thích thì cứ nhìn vào chủ ngữ nha, mà để giải thích nha. Nào Minh Đức, ô. Bây giờ làm được rồi mà không biết giải thích thì kỳ nha. Tại vì sao? Chủ ngữ và nó có cái and là và ấy, là số nhiều ấy. Tôi đúng dây này, nhìn số 7 chưa? Nhìn số 7 chưa? Quay đen chưa? Đó, nhìn chưa? Em này, cứ có cái từ em, tức là số nhiều rồi, từ 2 trở lên, thì sẽ tương đương dây. Thì sẽ dùng R. Đó. Trong buổi ngày hôm nay thì nghĩa là có nhiều bạn thì vẫn chưa được nắm cho rõ lắm, thì cô vẫn sẽ cho các bạn làm một hai bài để luyện tập lại thì hiện tại đơn, và nửa nửa cái buổi tiếp kiểu buổi hôm nay này, một nửa buổi đầu sẽ làm tiếp bài tập về hiện tại đơn để cho nó nhuần nhuyễn đi đã đó, và nửa buổi sau, nửa buổi trong buổi hôm nay ấy, thứ hai ấy, thì sẽ học về cái phần đầu về thì hiện tại tiếp diễn
Đấy, nên là cho các bạn nắm sơ qua về hai cái thì này cơ bản trước đã. Đó, và bây giờ các bạn sẽ làm tiếp về ba. Thôi từ từ nha. Làm bài nào cho nó hay ho đi. Làm bài 4 trước đi. Làm bài 4 nha. Các bạn nhìn rõ không? Hay phóng to ra nữa nhé, cho nhìn cho to. 24 đi. 24 đi. 24. Đó. Đó, các bạn nào. Tìm từ để hiện thoại. Tìm từ để hoàn thành đoạn văn sau. Tức là chúng ta chia thì ấy. Ồ, cái này sợ khó cho các bạn đúng không? Từ từ nha. Cái này là chia thì thôi. Thì to be. Ui khéo, cái này khó cho các bạn này, không có từ nhá. Sợ các bạn không dịch được. Thôi từ từ nhá. Đâu, bài nào dễ nhỉ? What? Đây. Các bạn làm bài 6 trước. Để xem các bạn biết lỗi sai ở đâu không. 20, 24. Bài 6 nha, tìm lỗi sai nha. Xem nó sai ở đâu và cần sửa ở đâu. Và gợi ý, hầu ở đây nhá, nó sẽ sai về phần động từ ấy, nên các bạn chú ý. Chia động từ ấy. Đó, làm bài 6 trong vòng 5 phút. 5 phút nha, 5 câu 5 phút. Làm bài 6 nha. Nếu bạn đã xong rồi cứ giơ tay lên nha.
Xin thông báo một tin, đó chính là ảnh chính của tôi đã bị hack nha mọi người. Bạn hỏi lý do vì sao tôi luôn bật đồ newbie khi leo tháp, lý do là đây đấy mọi người ơi, tôi đã bị tái chế hết đồ rồi mọi người ạ. Đấy, như các bạn đã thấy tôi đang có 8.337 mầm mọi người ạ. Và hiện tại tôi sẽ đi nick GNOT02 tạm nhé mọi người ơi. Và đây là nào, nick trước. Trong giờ học hay đi chơi. Nào, đã quá 5 phút rồi, các bạn đã làm xong chưa? Nào, Nhật Minh câu 1. Nhật Minh ý đầu tiên nào. Sai đâu. Nhật Minh nào, nhìn đi, sai đâu. Nào, nhìn vào phần chia động từ nha. Gợi ý rồi đó. Nhật Minh. Ờ, nào Minh Đức giúp bạn nào. Em được của em sẽ bỏ cái dây đi ạ. Bỏ dây đi á? Sao lại bỏ đi ta? Nếu bỏ đi thì mất chủ ngữ à? Nhưng ở đây nhá, chúng ta, cô đã gợi ý rồi, ở đây nó chỉ sai phần chia động từ thôi. Hãy nhìn kỹ, ở đâu là động từ nào? Động từ, trợ động từ. Đâu, nhìn kỹ đi, xem nó sai ở đâu. Rất là đơn giản nha.
Nào bạn nào giúp được nào. Nào. Ờ Hải Phong nào. Hải Phong. Con được cô là con bỏ từ không. Cái sai này nhá, mình tìm ra chỗ sai trước. Rồi bỏ hay không bỏ hay chia lại thì tính sau. Con được cô sai là there. Ở đây nhá, nó chỉ có một chỗ sai thôi nha. Đây đúng không? Từ từ. Vừa bạn Minh Đức thì bạn ấy bảo sai ở đây đúng không? Bởi vì bạn ấy nghĩ là từ từ nha, từ từ. Nếu bạn Minh Đức sửa cái dây này thành một cái từ khác thì ở đây cái từ there school cũng phải chia, cũng phải sửa đúng không? Nhưng ở đây mình chỉ cần tìm một lỗi sai thôi. Một lỗi sai, một cái lỗi nào có thể sửa và sửa xong rồi là đó. Nó sẽ làm của con với cả đồ của em con nào, nhận xét của con nhá. Nào Hải Phong. Nào. Đây nhá, cô sẽ gợi ý cho các bạn. Nào, câu 1. Đây, câu 1. Ui. Cô tìm lỗi sai chính là sai từ does. Các bạn biết vì sao từ does lại sai không? Tại sao cô lại tìm ở đây does lại là sai? Trong thì ấy, các bạn chỉ cần chú ý giữa chủ ngữ và động từ thôi. Yes. Tại vì động từ nó chia theo chủ ngữ. Nào, thì bây giờ mình sẽ tìm đến chủ ngữ. Thì chủ ngữ ở đây là they đúng không? Thì they nó phải đi với gì? Do hay does? Nào, mọi người. Đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ sửa does thành do. Đó. There's thành do là xong. Tức là what do they wear at their school. Đó. Nào tương tự câu 2. Hải Phong là câu 2 nè. Con thưa cô là do he go to the library every week? Ờ, tức là bạn Hải Phong muốn sai ở he đúng không? Và bạn Hải Phong sửa thành you đúng không? Không ạ, nó là cô sai chưa đu ạ. Đúng rồi. Yes. Đúng rồi, thừa thành does. Đó, bạn Hải Phong đã có tiến bộ và chú ý vào bài tập. Đó, rất đúng luôn. Bởi vì he, she, it thì đi với does. Tiếp câu 3 nè. Ồ, cảm ơn bạn Hải Phong. Ở bạn Minh Châu câu 3. Minh Châu. Là Mindy always watch TV at 9 p.m. Nhưng mà em muốn hỏi từ mới before cái nghĩa là gì không? Before tức là trước, after nghĩa là sau, trước và nó cộng với verb in nha. Và đây bổ sung đến này. Đây nha. Before nghe trạng từ ấy, trạng từ nghĩa là trước khi và after nghĩa là cũng là trạng từ nha, sau khi, và cả hai cái này. Cộng với verb in nha. Nào sao? Không sai đâu. À. Bạn Minh Châu bảo sai câu đấy sai đâu? Em bảo chả thấy sai ở đâu. Nào còn bạn nào khác không? Bạn nào tìm ra lỗi sai không nào? Ở đây chắc chắn có lỗi sai nha. Mình Nhật Minh nào. Nhìn kỹ đi, sai ở đâu? Nhật Minh. Nhật Minh không nghe rõ câu trả lời, không nghe rõ rồi nhỉ? Hay bạn bị đơ? Sao bạn Nhật Minh không nghe gì nhỉ? Nhật Minh.
bạn này. Nào Minh Đức nào. Minh Đức. Em thưa cô, em để cô bài chặt bài chỗ nào? Không biết sai chỗ nào. Ừ. Nào. Có bạn nào thấy sai nào? Hải Phong có thấy sai không? Chắc chắn là có lỗi sai nha. Có. Nào Hải Phong, thấy ở đâu? Sai ở always. Always. Nào nha, không nha. Always là trạng tần tần suất. Đây. Trước đấy nhá, cô ghi rồi. Cái đấy là dấu hiệu nhận biết. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đây, always, luôn luôn là dấu hiệu nhận biết để cho mình biết là chia thì hiện tại đơn đó. Nào. Con được cô là đâu, sai đâu. Nhìn kỹ đi. À, con được cô là sai từ going. Không, đâu. Going before, after, không nhìn cô ghi đây à? Cộng verb in đây à? Là đúng rồi. Nhìn kỹ đi, nhìn kỹ đi. Gần ngay trước mắt của các bạn luôn, rất gần luôn. Nào Nhật Minh, Nhật Minh nào, nghe rõ chưa? Có tìm ra chỗ sai không? Các bạn đang đờ đúng không? Đây nha, cô sẽ bật mí cho các bạn nha. Các bạn sai từ watch. Nhưng mà tại sao cô lại tìm đây từ what lại sai? Thì bây giờ cô bảo rồi, muốn tìm sai động từ thì phải liên quan đến chủ ngữ. Mà chủ ngữ ở đây là Windy. Windy là một người. Đó. Mà nó không có S hay gì cả. Thì ở đây, dĩ nhiên, Windy tương đương với he hoặc là she. He or she. Đó. Thì ở đây bắt buộc phải chia, hiểu chưa? Nhìn này, Windy nó không có S tại đây thì chắc chắn ở cái phần động từ ở đây phải thêm S hoặc ES. Đây là động từ to do rồi đúng không? Bởi vì không còn am, is và are nữa. Watch, nghe xem ấy, động từ to do ấy. Đấy. Bây giờ thêm S hoặc ES. Nào, khi watch thì thêm S hay ES. Nào. Minh Châu. Nào, watch, đuôi cuối cùng là đuôi CH thì thêm S hay là ES? Cô là S ạ. S? À, chắc không biết bạn Minh Châu không học. Nhưng mà bạn Minh Châu không học thì phải về xem lại nha. Nhưng mà không học cái gì cơ. Cái gì? Minh Châu hỏi. Không học cái gì cơ. Nhưng mà không gì? Nhưng mà em không học cái gì cơ. À, cái buổi trước cô dạy ôn lại kiến thức cho các bạn về thì hiện tại đơn thì hôm nay bạn Minh Châu nghỉ đúng không? Nghỉ đau bụng hay gì? Hay hôm nào nhỉ? Bị sốt. Đấy. Hiện tại đơn thì em cũng có học mà. Đấy, học rồi thì bởi vì cô thấy rất nhiều bạn còn quên. Nhưng cô ôn lại cho các bạn. Đây nha, watch. CH đây, nhìn kỹ. Watch. Có đuôi CH nhá. S, SH, CH đây. Cuối cùng nhá, cái cuối cùng ấy âm đuôi nhá, âm đuôi cái chữ cuối cùng ấy, nhưng mà có S kết thúc là S này, SS này OCH này, SH này, đấy vân vân, sẽ cộng với ES, còn lại là S hết. Đây quá, C chưa, CH chưa, thêm ES đó. What cheese tiếp. Nào cô bố. Sao ta? Bạn Nhật Minh ảo. Nào Minh Châu cô bạn Minh Châu cô câu tiếp nào. Câu 4. Con phải thế từ Minh Châu. Bạn Minh Châu nhường cho bạn Minh Nhật Minh nha. Nào Nhật Minh, nào câu của Minh Châu nào, câu tiếp theo nào, câu 4 nào, nhìn đi, sai ở đâu?
Nhà cô coi thử chữ không? Thử chữ giữ nguyện. Hả? Nhật Minh? Bảo từ bạn Minh Châu tác thủ cô. Nhà cô sai. Giờ. Sai đúng. Nhật Minh. Sai chỗ cơ. Go á, ở đây chỉ có go mà, go. Yeah. À, nào thế sửa lại thành gì nào? Thành go. Đúng rồi. À, tại sao là Nhật Minh giải thích cho các bạn nào? We. We thì đi là động từ. Động từ. Giữ gì? Oh yeah, thank you. Đó, bạn Nhật Minh. Bài. Mà ông cô sẽ không nên làm cô chú mà bạn Minh ấy làm trên bàn con. Thì bảo vừa đấy cô bảo là từ lúc bạn Nhật Minh và cô bảo là bạn Châu nhường cho bạn Nhật Minh câu đấy còn gì bởi vì bạn Nhật Minh chưa được trả lời. Ơ thì bạn ấy trả lời cô năm trước em đang làm dở vụ đấy mà cô. Nói thế bây giờ bạn Minh Châu làm câu 5 nào? À bạn Minh Châu làm câu 5. Nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị câu 5. Ồ, thế bây giờ bạn Minh Châu chuẩn bị nào? Cho bạn Minh Châu 2 phút. Cái này dễ mà. Cô đã có ý rồi, nó chỉ sai động từ thôi. Nên các bạn cứ nhìn vào động từ ấy. Bạn Minh Châu đã nghĩ ra thì giơ tay nha. 2 phút nha. Đến 4 năm nha. 1 phút nữa nha. Coco Caris có nghĩa gì nhỉ? Là mang nhá. Carry tức là carry đây. Từ nguyên thể nó sẽ là để chia thì nó theo carries đó, carry động từ nghĩa là mang, là vác, mang vác đó, b đấy các thứ. Còn đây nhá, mở rộng các bạn nhá, carry mở đi với giới từ out tức là thực hành thí nghiệm ấy. Thực hành, thực thi, ví dụ thực hành, thực hành, thi, thực, đó, đây, ví dụ nha, carry out experiment, đó ấy, thì sẽ là thực hành thí nghiệm, đó, nào, mình Châu nghĩ ra chưa, cô Lam? Em nghĩ cô Lâm là how does Linda Carlos thì em sẽ đổi từ how to what? Không nha. Không nha. Nào, bạn nào có ý kiến khác nào? Minh Đức nào? Minh Đức. Tại đâu nào? Em đo sai ở chữ. Săn à? Tại đâu cơ? Minh Đức? Em hả? Trước chữ leader. Trước chữ leader là từ does. Hả Minh Đức? Em đưa cô. Em đưa sau chữ leader. Đúng rồi. Nào tại sao nào? Tại sao lại sai chữ carries này nào? Tại sao nào? Em đâu có tải về. Nhưng mà sửa thành gì đã? Sửa thành gì?
À, sửa thành gì đã? Nào Minh Đức, sửa thành gì? Carries. Bây giờ sửa thành gì? Nếu mà sai thì phải sửa được. Phải sửa lại cho đúng. Em đã coi cái sửa. Nào nhanh nào. Bring. Cái gì? Sửa thành gì? Minh Đức. Nào Minh Đức sửa thành gì? Bring á. Bring nhá. Không nha. Trong đây sửa mình không thay từ cơ nha. Mình chỉ cần đưa nó về dạng đúng của nó thôi. Tức là mình sẽ sửa thành carries. Đấy, chỉ cần thế thôi. Nhưng mà nó chia sai động từ ấy. Chỉ là chúng ta phải đưa lại động từ ấy. Nhưng mà bây giờ Minh Đức tại sao nhá? Đây. Tại sao? How does Linda carry such a heavy bag? Thì bây giờ tại sao cái carry này nó lại đúng? Nào, tại sao dùng carry mà không dùng carries? Nào, giải thích đi. Nhanh, giải thích được thì sẽ thực sự hiểu bài. Nào. Chỉ có một người là Linda. Mấy cả. Đây. Linda là một người rồi đúng không? Nhưng trong đây là trong câu hỏi thì đã có the ở đây rồi. Đó, đã có cái trợ động từ rồi. Thì bắt buộc cái động từ phía sau chủ ngữ, tức là cái carry này ấy, giữ nguyên, không thay đổi, không chia bất cứ cái gì. Đó. Đó. Đơn giản thôi. Rồi. Nói chung là các bạn cũng xương xương gọi là, nói chung là làm kiến thức gọi là tốt đấy, khá đấy. Đấy, biết chia các thứ rồi. Nên là bây giờ chúng ta sẽ chuyển nha. Còn cái này các bạn thích thì đây. Đây nha, từ từ. Để đến 3 giờ đi. Vừa lấy làm thì hiện tại đơn rồi. Hiện tại đơn ở đối với to be. Bây giờ hiện tại đơn với một xíu. Một xíu ấy nhá. Với to do nhá. Cho bạn làm quen một xíu nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại. Hiện tại tiếp diễn nha. Rồi đã cô tìm cho các bạn. Đây đây. Và đợi một xíu. Rồi. Đó, bây giờ làm 5 câu đầu trước. Đây đây. Thì các bạn đã khá là làm ổn rồi. Bây giờ tiếp đến to do nữa là sẽ kết thúc xong cái thì hiện tại đơn, chọn dạng đúng của động từ nha. Đây cũng có một vài to be thôi. Đó, bây giờ chúng ta làm 6 câu đầu trước. 6 câu đầu trong 6 phút nha. Nếu như các bạn là thấy bé quá thì bảo nhé, không phóng to ra. Đấy, các bạn chia động từ đây. Ba giờ. Thì ba giờ chúng ta sẽ
học hiện tại tiếp diễn vào ngày mai nữa. Chứ nói chung thấy cậu dạy liền đấy, các bạn sợ kiến thức còn nhiều quá ấy. Vừa nó không mướt nữa sẽ không nhớ được. Năm sáu câu đầu nha, sáu câu trong 5 phút. À, đúng 5:56 nha. Tôi sẽ bài. Hai phút nữa nha. Và một phút nữa các bạn ơi, một phút nữa nha. Rồi. Nào, tôi đã trước bài nha. 5:56 rồi. Nào. Bạn Minh Châu câu 1, Minh Châu 2 câu đầu. Bạn Minh Châu 2 câu đầu nha. Em đưa cô là I studied at school. Từ từ nha. Bạn Minh Châu nhìn thấy cái ngoặc. Cái ngoặc ở trong chưa? Cái từng be chưa? Mình phải chia theo cái động từ ở đấy đó. Minh Châu câu 1 mà. Câu 1, câu không phải là câu 2.
Câu 1. Nào. Bạn Minh Châu câu 1 nào. Cậu, bạn Minh Châu nào câu 1, câu 2. Thôi 3 câu đi. Mỗi bạn mà 3 câu đi. Cho nó nhanh. Ông là Minh Châu câu 1. Ơ. Be tức là động từ to be đó. Điều nhưng mà chọn... em vẫn chưa biết là động từ to be nào vào đây. À chưa biết hả? Chưa. Thế thì nào bạn nào giúp bạn Minh Châu nào. Thế đây nhá. Bạn Minh Châu nhìn chữ chủ ngữ là ai thì đi với to be nào. Em is không thể dùng là I is được. Ờ à, thì phải dùng gì? Ai đi với gì? Thế em không dùng được. Ồ, to be nó có 3 động từ cơ mà, có phải mỗi is nhưng đâu. Nhưng mà ai này đi với is chứ bởi vì is là số is này. Ai đi với is nào? Bạn Minh Châu nghĩ lại nào. Thế ví dụ bạn Minh Châu gọi là tôi là học sinh, tôi sống ở, tôi là học sinh thì bạn Minh Châu nói nào? I is student. Nào, điền là gì? Ai thì đi với gì? Cái trường hợp ngoại lệ đó. Ai thì đi với am. Yeah. Thế thôi. Tiếp nào mình cho cô. Cô thì kiểu gì nhưng mà không đúng. Sao lại cái gì cũng đúng? Em, ai thì đi với em. Làm sao đi được với is? Làm sao đi được với are được? Nghĩa là cô chỉ bảo là to be nó gồm có 3 động từ đấy. Vì thế bạn phải chọn một trong 3 để điền vào đây. Hiểu chưa? Đó. Nào, câu 2. Minh Châu, câu 2. Nhớ con not nha. He don't not. Study on Friday. Bạn nào nhận xét? Bạn Minh Châu đọc đúng hay sai? Hải Phong, xem bạn Minh Châu làm đúng hay sai nào. Cô là bạn Minh Châu làm sai ạ. Ừ, sai ở đâu? Cô là don ạ. Phải là are not. Are not. No nha. No nha. Nào, từ từ. Bạn Hải nào, Hải Phong cho nhìn lại một lần cuối cùng. Chia chia thì nhá. Nếu ấy mà để kiểu chia về to be thì đúng rồi. Nhưng mà cái này study nó là động từ to do cơ. Nếu mà động to do nó thì phải đi với trợ động từ. Thì đi với trợ động từ nào? Trợ động từ nào. Trợ động từ chỉ có 2 trợ động từ thôi. Một là don't, hai là gì? Does. Đúng rồi. Và chúng ta phải dùng does nha. Đây tại vì nhá, cô đã thích does. Bởi vì she thì tất nhiên mình phải đi với does rồi. Làm gì có chuyện she ở đây mà lại đi với don't được, đúng không? Không theo quy tắc ở đây nên các bạn phải nhớ. Tiếp. Ok. Bạn bạn Minh Châu làm tiếp cô ba nào. Đây nha, nó có be not thì như nào? Em cô là my students don't hard working. Don't. Vâng. Tiếp, bạn nào nhận xét? Bạn Nhật Minh nào? Nhận xét xem nào. Yeah. Đúng hay sai? Cô là sai. Ừ, sai đi sửa đây. À đúng rồi. À đúng rồi. Nào, mình rất nhận xét hả? Minh Đức. Em cho cô bạn Minh Châu đúng ạ. Ờ, vẫn đúng.
Không biết bạn Lâm ấy không nhỉ? Bạn đấy có nghe được không? Bạn Lâm. Ừ. Nào tiếp là bạn Hải Phong bạn nhận xét tiếp nào. Đúng hay sai? Các bạn chú ý nha, cái động từ nó chia trong ngoặc nha. Thì chúng ta phải chia đúng cái dạng của nó. Nó bảo to be thì phải chia to be, mà nó bảo to do thì phải chia to do. Nào, nhìn kỹ nào. Từ từ bạn Minh Châu làm đúng hay sai đã? Có được cô là bạn ý. Đúng rồi ạ. À, làm đúng rồi. Thế tất cả các bạn làm sai hết. Tại vì nhìn xem bạn nhìn nhé, be not, nó chỉ ghi là be not thôi, nhưng thật ra ấy mình phải điền to be ở đây, hiểu chưa? Thì be, thế bây giờ my students thì điền là gì, động từ to be là gì, đi với gì, is, are, am. Nào bạn Minh Châu. Minh Châu, my students thì đi với gì? Động từ to be ấy, cái từ be này chính là động từ to be ấy, là am, là is, là are. Đấy, bạn chọn ba cái động từ đấy. Are. Và nó có not thì b thêm not vào là xong. Are not hoặc là aren't. Thế thôi, đơn giản thôi mà. Tức là các bạn phải nghĩa là người ta đã gợi ý cho các bạn là trong cái ngoặc này sẽ là điền to do, động từ thường hay là động từ to be rồi. Được chưa? Ví dụ câu 2 nhá, thì có từ study đúng không? Là động từ thường thì bắt buộc bạn, nếu mà câu phủ định thì bạn phải chia là does. Nghĩa là cái trọng từ nó phải lên trước, tức là doesn't hoặc là don't. Đó, trọng từ đảo lên thôi. Tiếp. Ok, cảm ơn bạn Minh Châu. 4 5 6 nè. Nhật Minh. Nhưng mà có bài quen không mẹ? Nhật Minh. Yeah. Là bạn không tắt của cô Mic nào. Cô vừa bảo cái gì đấy cô? Nhật Minh làm tiếp. Tiếp cô bố hàng cô. 4 5 6. He He has. Này á. Đây này, chúng ta tiếp. Cái từ has có bao giờ cái test này không? Không. Thế nó chia nào? Nào, một mình. Cái từ này đặc biệt nha. He has. Hiểu chưa? Đấy. He, she, it thì sẽ kia là has. Đó, has. Còn we, they thì sẽ has. Đây. Cộng với has. Đấy. Còn I, you, we, they, cộng với has. Tiếp. Nào, câu 5. Tiếp. Đấy, tương tự. Đây, câu cấu trúc đây. Thì chia nào. We three have breakfast. Ok. Đúng rồi. Tại vì ai đúng không? Thì phải dùng have. Câu 6 nào. Câu 6. Ừ.
Nào Nhật Minh. Câu 6. Bảo là đây động từ chính rồi. Thêm S hay ES nào? Thêm. Thêm gì? Thêm S. Đúng rồi. Leave. Leave. Nào tại sao thêm S? Nhật Minh giải thích cho các bạn. Nhật Minh tại sao? Chi là số ít. Ừ, là danh từ số, danh từ đếm được số ít. Từ một cô gái thì ở đây S tự nhiên là phải chia đúng không? Đó. Ok. Nào Hải Phong 89. Con như cô là my sister working in a bank. Ô, từ từ nhé. 789 và Hải Phong. Sao tự dưng thêm cái working vào đây làm gì? Đang chia thì ấy rồi mà. Chưa thì. Ơ 78 à cô? 789 ờ. Con cô là where your children be. Where your children từ từ nha, từ từ nha. Đây thì cô sẽ sự không. Cái gì đó nó bị ấy nha. Cô này sai nha, sai đề bài nha. Bây giờ bây giờ bạn là câu 8, 9, 10. My sister work hay không thêm? Work không thêm ạ. Ừ, không thêm. Nào, bạn nào có ý kiến khác? Xem. Minh Đức, xem bạn Hải Phong là đúng hay sai. Cái gì? Câu 8 bạn Minh Hải Phong nào đúng hay sai? Em đưa câu làm sai bạn. Ờ. Cái gì? Thế sai thì phải sửa như nào? Em sẽ thêm S vào chữ group. Đúng rồi. Nào bạn S mà. Đấy cô thêm sai này. What? Ờ. Nào bạn Minh Đức giải thích nào tại sao thêm S? Was. Tập trung vào. Nào. Minh Đức tại sao thêm S? Giải thích cho các bạn nào. Tại vì gì? Bạn Minh Đức nó bé quá. Đâu sao lại nào nếu như nhá các bạn muốn giải thích ấy thì các bạn phải nhìn vào chủ ngữ. Nào bạn Minh Đức nhìn vào chủ ngữ đi. Chủ ngữ ở đây là gì? Chủ ngữ câu 8. My sister. Ờ thì nó sẽ tương đương với cái gì? Tương đương với he, tương đương với she, tương đương với they, tương đương với we. Nào tương đương với gì? Ừ, đó thì she sẽ là thêm work, thêm s đúng không? S for s đúng không? Và tùy trường hợp đó. Đúng rồi. Tương đương với she nha. À, rất tiến bộ nha. Nào Hải Phong nằm 9 10. Cô nghĩ chắc là ngày mai chúng ta sẽ học thì hiện tại tiếp diễn nha. Bởi vì còn khá là nhiều và các bạn vẫn cái phần này mông lung quá. Nên là cho các bạn làm tiếp. Nào Hải Phong tiếp 9. Chú ý nha. Chú ý vào cái chủ ngữ đó. Job likes me. Nào chia như nào? Thì S ạ. Đúng rồi, tại sao? Con cô là vì
Dog. Dog là con chó. What? Thì nó sẽ tương đương với gì? Nó sẽ tương đương với... he. Oh my god. Nếu như bạn muốn nhân hóa nó lên thì cũng được, nhưng mà thôi, cứ để cho nó bình thường đi, con vật đi thì nó sẽ eat nha. Eat thì he she eat thì cũng đúng thôi, rồi thêm s. Lies. À, lies. She live. Live. S. Nào, tại he. Sao? Ừ. Rồi, Florida. Nào, tại sao nào? Con cô là she. Đúng rồi. Thì vậy chia đúng không? Vâng. Đấy, rất là hiểu bạn nha. Nào, câu 11, 12, 13. Bạn bạn từ từ. Bạn Nhật Minh nằm chưa nhỉ? Nhật Minh? Cậu không nhớ nữa. Từ từ. Vừa đấy là hình như Nhật Minh nằm. Ừ, bạn Nhật Minh làm rồi. Tiếp bạn Minh Đức nào. Minh Đức. Em đưa câu 11 em sẽ. Bây giờ nhá, cái động từ ở đây rồi, nó cho sẵn động từ rồi thì thêm s hay s đọc cho cô. Thế là thôi. Thêm gì? S. Nhớ. Nào bạn Minh Đức đọc lại cái gì? Cái ghi chú ấy, trường hợp nào thì phải thêm s. Rain thêm gì? Em đâu có thêm teacher may go out. Ok nào Minh Đức thêm gì? Em đâu có thêm s ạ. Ừ, tại sao thêm s mà không để nguyên? Manchester City. Ta lại thế. Chia là bạn này nhá. Cô nhắc lại các bạn một lần cuối cùng nhá. Phải chia động từ. Đấy. Dựa theo chủ ngữ nha. Rồi và giải thích cũng theo chủ ngữ luôn. Nào. Bạn Minh Đức giải thích đi, chủ ngữ ở đây là gì? Em ra câu chủ ngữ ở đây là... Chủ ngữ bây giờ đứng đầu câu. Nào. Is ạ. Ừ, thì he, she, it. Thì phải thêm, thêm gì? Thêm it ạ. Ừ, tiếp, 13, 12, 13. Em go fly em thêm. Thêm hay không thêm? Em go là không thêm ạ. Đúng rồi, tại sao? Em do cô là chủ ngữ là we nên... Thì nếu chủ ngữ là we thì động từ sao? Thì động từ phải giữ nguyên ạ. Đúng rồi, đấy, rất là có cố gắng nha. Đấy, Minh Đức gọi là từ cái lúc mà, từ lâu ấy nhở. Đấy, rất có cố gắng. Và tạo này bạn Hải Phong cũng rất là cố gắng, đó. Nên là mong các bạn sẽ phát huy nha. Tiếp, bạn Minh Đức 13, câu cuối cùng. Thêm hay không thêm? Thêm hay không thêm? Minh Đức. Nào Minh Đức thêm hay không thêm? Hay giữ nguyên? Try em. Hả? Bạn Minh Đức bảo lại đi. Nhưng mà nhớ bạn Minh Đức bảo thêm hay không thêm? Em giữ nguyên. Hả? Bạn Minh Đức nói to lên nào. Không thêm ạ. Không thêm. Nào, cái này cũng khá là ấy nhá. Chịu từ khó. Nhưng mà sai nha. Chắc chắn là phải chia nha. Tại vì nhá, bạn nhìn xem my mother. Mai mai giờ tương đương với gì? She ạ. Ừ, she. Thì chắc chắn cái động từ nó phải gì? Động từ phải gì? Phải giữ nguyên à?
thêm ạ. Ờ phải thêm đúng không? Nhưng ở đây nó hơi khó cho các bạn bởi vì y dài. Thì đây. Nếu kết thúc y dài đúng không? Thì khi thêm khi chia đấy, khi chia động từ. Ừ, thì phải từ y dài nhá. Từ y dài này, chúng ta phải chuyển y dài thành y ngắn rồi cộng với es. Đấy. Rất là quan trọng nha. Rồi dựa vào cái này Minh Đức chia đi. Chia nào. F r gì? Em sẽ thêm es ạ. Em es. Đúng hay sai? Nhìn kỹ. Đang y dài phải chuyển thành gì đã? Y dài nhá, phải chuyển thành gì? Y ngắn. Y ngắn. Đây, viết y ngắn vào đây. Tiếp thì cộng thêm gì đây? ES. Đấy, thêm vào đây. Freeze. Đó. A fries. Đấy, I'm sorry. Fries. Đó. Để chiên trứng nhá. Cô ấy đang chiên trứng. Cô chiên trứng cho bữa sáng. Mỗi bữa sáng. Đấy. Các bạn ghi chép vào. Nào. Chắc bạn Lâm ơi. Chắc bạn này chắc là cô rất là phê bình bạn Lâm nha. Mặc dù bạn ấy học ở lớp chính là lớp 4B1 nhưng mà bạn ấy hỏng mic, xong cô gọi thì không nghe, bài tập thì không làm. Đấy. Nếu mà gọi là sao, cô mà không lễ tình cô đã kích bạn ra rồi, không cho học nữa. Nhưng mà đây vẫn để cho bạn vào ở trong đây nghe giảng. Đó, và gọi mấy lần cũng không thưa. Đấy, thì các bạn nghĩ sao về tình hình tập của bạn đấy? Nào, bạn Minh Châu nào. 14, 15, 16. Các bạn cố gắng nha, nào đến có 20, nếu mà sớm thì cô sẽ cho các bạn nghỉ sớm. Nào, 14, 15, 16 bạn Minh Châu nào. Bạn Minh Châu. Thêm hay không thêm? Là không thêm không hay không thêm đã. Nếu mà thêm thì thêm gì bà? Thêm hả? Dạ không thêm. Không thêm. Nào, bạn nào nhận xét? Thêm hay không thêm? Và nhớ nha, bạn Minh Châu phải xem lại bài cũ á thì mới làm được. Nào Minh Đức nhận xét, thêm hay không thêm? Thêm cho cô là thêm ạ. Thêm gì? Em cho cô em thêm S ạ. Và tại sao thêm S? À đâu, và tại sao là chia ấy, chia động từ ấy. Nào, tại sao? Bạn Minh Đức này giải thích đi. Ơ, bạn này. Đây giải thích như này nè, nhìn chưa? Đọc kỹ cái này chưa? Chia động từ phải dựa theo chủ ngữ. Thì bây giờ giải thích đi, dựa theo chủ ngữ như nào? Giải thích đi cho bạn Minh Châu hiểu, nhanh. Bạn Minh Đức. Chủ ngữ là? The bank. Thì nó sẽ tương đương với cái gì? Sẽ tương đương với the bank là vật thì tương đương với gì? Is. Ừ, đúng rồi, thì he, she, it đúng không? Bị chia. Hoặc là cách đơn giản nhá. Đơn giản này này. Tại vì chắc lần trước bạn Minh Châu cũng không biết bạn có xem lại không. Nhưng mà đây, cái đơn giản dễ nhất để cho các bạn nhìn ấy, thì các bạn nhìn vào chủ ngữ trước. Chủ ngữ chính là cái từ nằm ở đầu tiên luôn. Đây, the bank. Đó. Ừ, đây cô sẽ tô màu lên nhá. Thì bạn Minh Châu nhìn xem cái cuối cùng của the bank nó không có S đúng không? Nó không chia, nó không thêm S ở đây. Nếu ấy, nếu mà không thêm S thì mình sẽ dịch là một cái ngân hàng. Một tức là số ít đúng không? Thì ở đây nếu cái bank ở đây nó không có S thì chắc chắn cái động từ ấy nó phải chia động từ, tức là thêm S hoặc ES. Kiểu dạng theo kiểu, nếu mà hiểu một cách kiểu máy móc, kiểu dạng để cho các bạn để hiểu ấy. Đấy. Thì thêm S hoặc ES nghĩa là dạng bù trừ ấy, các bạn hiểu không? Bởi vì ở đây bank nó không có S thì dĩ nhiên cái động từ nó phải thêm rồi, một là S hay ES. Đấy. Là cái đấy là để cho bạn dễ hiểu nhất đấy. Mặc dù cái này nó không phải là bản chất đâu. Nhưng mà cô nói thế để cho bạn hiểu. Còn nhá, nếu ấy mà the bank nó thêm S ở đây rồi. Đấy, nó S ở cái chủ ngữ rồi. Thì cái động từ ấy
nó giữ y giữ nguyên. Đấy, chả làm gì hết, để nguyên. Kiểu là nếu mà chủ ngữ đã có s rồi ấy thì ở phần động từ không thèm, không chia gì hết, không có s vào, không có es gì hết, giữ nguyên. Còn nếu mà chủ ngữ mà không có gì thì động từ riêng phải bù trừ vào, đã không có thì động từ nó phải có. Đấy, đơn giản mà. Nào bạn Minh Châu tương tự làm bài 10, làm câu 15 nào. 15 16 nào. Các bạn phải chia theo chủ ngữ nha. Và nhớ nha, nếu mà chia thì cái y dài phải chuyển thành y ngắn và thêm s nha. Đấy. Bây giờ nhá, cô sẽ dạy bạn Minh Châu. Đây, Minh Châu. Đầu tiên Minh Châu muốn chia động từ được thì Minh Châu phải nhìn vào chủ ngữ. Thì bây giờ Minh Châu xác định cho cô chủ ngữ của cô 15 là gì? Là gì? Minh Châu? Chủ ngữ là cái từ đứng đầu tiên đấy. Là gì? Là John á, đúng không? Là John đúng không? Là tên người đúng không, Minh Châu? Minh Châu? Dạ vâng. Ờ, thì có phải là cái ông John này, ví dụ mình có thể mình đặt là bà John hay ông John đúng không? Nhưng mà nó cũng chỉ là ở cái dạng là he hoặc là she thôi, nó sẽ tương đương với he hoặc she với anh ấy hay cô ấy thôi đúng không? Vâng. Ví dụ đi, cô John, ví dụ John là con gái đi, thì sẽ tương đương với she. Thì she khi mà chia động từ thì bắt buộc phải gì? Phải gì? Thêm hay là không thêm? Là thêm. Ừ, thì thêm đúng không? Thì bắt buộc mình phải thêm s hoặc es. Nhưng mà ở đây trường hợp rất đặc biệt, từ try, cái y dài ở cuối cùng thì mình phải gì? Chuyển y dài thành gì? Thành y ngắn rồi thêm s ạ. Đúng rồi. Bởi vì trên kia đúng không? Cô đã ghi đây này. Đó. Rất đơn giản luôn đây này. Đấy. Thế. Đây, đúng rồi. Y dài thành y ngắn này, thêm e, s và là xong. Đấy, rất đơn giản luôn. Đó. Ai? Rồi, nào tương tự bạn Minh Châu làm câu tiếp à, quên cái vế sau nào. But I gì? Not think he will pass. Nào chia cái này đi. I tương tự đi. Như nào? Ở đây nhá, có ý nha. Đối với động từ thường nhá, thường tức là không phải động từ thường tức là ấy đấy. Không phải am, is và are đấy, là động từ thường hết. Mà trong thể khẳng định, à, thể phủ định là có not nhá. Các bạn ghi vào phủ định đấy. Thì sẽ mượn trợ động từ, nghĩa là do thì sẽ đi với he, à, do thì sẽ đi với I, you, we và they. Đấy, sẽ dùng do nhá. Đấy, do not, đấy sẽ đi với cái này. Đây là trong phủ định, được chưa? Phủ định như này. Đó. Còn he, she và it thì sẽ đi với do not. Đó, rồi cộng với cả cái động từ giữ nguyên. Giữ nguyên đó. Thế là xong. Cái trên này cũng thế nha. Cộng với động từ nguyên. Đấy, đơn giản lắm các bạn ạ. Để cô đảo lên cho các bạn copy paste cộng nha. Rồi nào, bạn Minh Châu dựa vào cái này và bạn Minh Châu làm vế thứ sau đi. Cô là à, nhìn đi. Từ từ, bây giờ nhìn vào chủ ngữ. Bây giờ nhá, một cách đơn giản nhất là phải nhìn vào động từ trước, à nhìn vào chủ ngữ trước rồi mới chia động từ. Nào, chủ ngữ ở đây là gì? Cái vế này này. Chủ ngữ là gì đã?
Chủ ngữ là nhớ nha, nó đứng đầu câu nha. Nào, chủ ngữ là gì? Chủ ngữ ở đây là... Nào nhìn đầu câu đi. Đầu câu là gì? Là gì đây? Có thể chủ ngữ. Sao lại không có chủ ngữ? Chủ ngữ là ai? Bạn... Em vẫn chưa tìm thấy được chủ ngữ. À. Nào, thế bạn Minh Châu chủ ngữ là gì? Nào. Cái câu cô gạch này này. Cô gạch bằng mực. Cô gạch đây. Đây. Cô gạch mực. Em có chủ ngữ ở đây là cho. Ô. Từ từ nha, này. Cái chủ ngữ là zone ở đây thì mình đã chia nó đi với cái thì này rồi, hiểu chưa? Nhìn chưa? Này đã chia xong rồi. Còn cái vế này mình chưa chia. Đây, còn cái vế màu xanh này này. Cái vế màu vàng thì mình đã chia try zone thì đi với tries. Là thêm es ở đây rồi đúng không? Đó. Còn có cái này này, bạn Minh Châu nhìn rõ chưa? But I not think he will pass. Thì chúng ta chưa chia. Thì bây giờ mới chia, thì chia thế nào? Nào, chủ ngữ là gì? Nào, từ từ xác định chủ ngữ đi Minh Châu. Đấy chưa? Tại vì một hôm được nghỉ đúng không? Thì bạn phải xem lại ngay thì nó sẽ nhớ lại kiến thức. Bởi vì tại vì cái ngữ pháp này cô dạy từ cũng lâu ấy. Xong lại cái hôm đấy lại ôn lại nữa. Đó. Nào, đây là nhá, Minh Châu nhá. Nhìn đây, chủ ngữ. Đây. Nhìn chưa? Cái đứng trước cái động từ này thì chính là chủ ngữ. Đây, ai đúng không? Ai sẽ là chủ ngữ. Đấy, xong giờ mình gióng xuống, ai đây, gióng xuống đây nha. Không có cái bút vẽ nhỉ, để cô vẽ. Đây, xong mình gióng xuống, đây cô đã ghi thế này rồi. I, you, đấy, nhìn cho cô bôi đen chưa. Đây. Bây giờ đến trước màu vàng nhá. I, you, we, they. Đấy, nếu chủ ngữ là I, là you, là we, là they, thì sẽ dùng do. Not, rồi cộng với động từ nguyên thể, giữ nguyên. Thì ở đây ai đúng không? Là trong cái trường hợp số 1 này. Trường hợp 1. Đấy, thì mình sẽ đi với trường hợp 1. Đây, trường hợp 2. Trường hợp 2. Thì chủ ngữ là ai? Thì mình sẽ là Linh ơi dạy. Ừ, xin lỗi nha. Đó, thì đây. Not, thì sẽ là do not. Do not. Đấy. Cộng với cả cái chữ think, chữ nguyên không làm gì hết. Rất đơn giản. Xong, chia xong. Đó, đây là Minh Châu phải xem lại bài cũ nha. Xem lại cái video hôm nay này. Rồi, tiếp là ui 30 rồi nè. Cố lên, còn 4 câu nữa. Rồi, Hải Phong làm 2 câu tiếp. 16, 17. Con thưa cô là is your is so much. Từ từ. Chỉ cần chịu từ thôi. Hết sắp hết thời gian rồi. Nào, chia là... hay không chia hay dũng nguyên nào. Con được gọi là past thêm s à không? Gì? Thêm s là kết thúc nó là s. Thì vậy thêm gì? Nhìn cái es ạ. Đây nha, gọi lại. Ô, chết rồi, rồi cô biết đâu nhỉ? Bây giờ tìm lại cũng chết mệt cơ. Chết rồi. Đâu nhở? Các bạn có nhớ không? Ơ, cái mà kết thúc ấy. Đâu rồi đấy các bạn ơi. Đây. Đây nha. Nhìn chưa? Đó. Âm đuôi đúng không? S. Đấy. Đấy bằng ES. Ừ. Là thêm ES đúng không? Đúng rồi. Thêm ES vào đây. ES. Tiếp, câu tiếp theo nào. Bởi vì she đúng không? She thì phải đi với thêm chia. Rồi, bạn nào lại hát hò ghê thế. Nào, tiếp nào, Hải Phong 17 nào. Câu thứ cô là my life
Realize. Nhớ B nhá. B là chính là động từ to be ấy. Chọn một trong ba. Nào chọn đi. My life is so just so boring. What is it? What? Giữ nguyên hay thêm S? Hay thêm S? Nào. Giữ nguyên ạ. Đúng rồi. Tại sao giữ nguyên? What? À, tại sao? Cô là vì... Tại vì? Tại vì... Đây nhá. Muốn giải thích thì phải dựa vào đâu? Nào, muốn giải thích thì phải dựa vào đâu? Chủ ngữ. Chủ ngữ thì đây, chủ ngữ đây là gì? Đứng đây. Trước what? Đứng trước what? Là ai? Ai? Ờ, thì ai thì phải đi với gì? Ai? Đi hay... Để... Giữ nguyên hay... Là giữ nguyên ạ. Ờ, đúng. Đó. Rất cảm ơn bạn Hải Phòng nha. Nào, bạn Minh Đức, hai câu cuối. 18-19. Em được. Và bạn Nhật Minh câu 20 nha. Em được perfect. Em giữ nguyên ạ. Cái gì? 18 giữ nguyên. Nhìn kỹ. Why? Em được kia. Em được câu why em thêm ad ạ. Tại sao thêm ad? Em được câu nguyên tắc bù trừ xem nào. Sao? My pet friend. Sao? Giải thích theo cái kiểu bù trừ cũng được. Nó như kiểu là friend không có s nhiều nên thêm s ạ. Sao lại thế? Sao đã sao số nhiều lại thêm s được? Số ít friend nó không có s đúng không? Thì cái right nghĩa là cái động từ đấy thì mình phải chia động từ đúng không? Là kiểu bù trừ ấy. Nghĩa là chủ ngữ không có S thì động từ phải bắt đầu thêm S hoặc S vào. Hiểu chưa? Mình được? Yes. Mà hoặc là giải thích nếu mà đúng cái bản chất ấy thì my best friend tức là dịch ra, mình phải dịch ra thì mình mới xác định được. Nghĩa là những người bạn thân không có S thì mình sẽ dịch là người bạn thân nhất của tôi. Thì tức là người bạn thân nhất của tôi thì nó chỉ có một người bạn thân nhất đúng không? Bởi vì nó không có S. Đúng không? Thì là số ít, danh từ số ít. Danh từ đếm được số ít. Thì bắt buộc động từ phải chia. Thế thôi. Đây từ nốt 19-20 nha. Rồi chúng ta sẽ được nghỉ. Nào. Minh Đức tiếp câu 19 và bạn Minh nhá, câu 20. Nào, 19 thêm hay không thêm? Em được, em không thêm ạ. Đấy, trả lời được nhưng mà không giải thích được. Ôi, tài ghê. Em được, cô Jill là có một người. Đúng rồi, Jill là bạn đúng không? Cứ nhớ, you, we, they, I. Không thêm, giữ nguyên hết. Rồi, tiếp câu 20 nào. Bạn Nhật Minh, nốt cuối cùng. Nào, nhanh. Feel not like in cái gì? Cái gì? Trợ động từ là gì? Thêm trợ động từ là gì? Khi thì đi với trợ động từ là gì? Nào Nhật Minh, hát họ gì ở đây? Nhật Minh. Con không hát. À, thế chắc bạn Minh, bạn Minh mở mic chắc bạn hát hò hả? Nào Nhật Minh làm nước có 20 nào, nhanh nào, để con nghĩ nào. Nhanh. Nhìn chưa Nhật Minh? Nhật Minh nhìn chưa? Nhìn chưa? Nhìn đọc đi, đọc kỹ trường hợp đi. Xem nó rơi vào trường hợp mấy và chia như nào. Nhanh nào. Nghỉ sớm là phụ nghỉ. Chơi nó không biết tin. Chơi nó leave. Đúng rồi. Rất là cảm ơn các bạn nha. Bạn mình rất trả lời đúng nha. Rồi, hôm nay đã quá hẳn 7 phút của các bạn đúng không?
Thì nói chung là các bạn đã sương sương thuộc bài và Minh Châu nhá, xem lại để nắm bắt được rõ hơn nha. Và các bạn cái thì này thì các bạn đã đấy nắm khá là ok đấy. Và hôm nay cô rất là phê bình bạn Lâm nha. Đó, mặc dù ở lớp mình nhưng mà không động tĩnh gì hết. Đó. Rồi, nên là ngày mai thì chúng ta sẽ học về thì hiện tại tiếp diễn. Tại vì chúng ta cũng hết không còn buổi nào nữa. Mà cũng hết cái tháng này rồi, không biết là có thêm buổi nào nữa không để được làm bài tập về tiếp diễn. Thì không biết các bạn có nhớ được không? Tại vì hiện tại đôi các bạn quên này. Nên là cô chuẩn bị quyết gì? Hả? Cái gì? Ngày mai cô chuẩn bị quyết gì? À, quyết gì hả? Nhưng mà ấy, con nghĩ là ngày mai nhá, chúng ta học ba cái khối lượng cơ, cách dùng công thức và dấu hiệu nhận biết, nó rất là dài và cô muốn là cho các bạn thêm bài tập để các bạn làm thôi, bởi vì hết thời gian không còn ngày nào nữa để các bạn luyện tập nữa ấy. nên là làm bài tập rồi nha, rồi đấy, nên là mong là các bạn sẽ làm tập đầy đủ đó. Thôi hết giờ rồi, các bạn có thể out nha. Bye bye. Goodbye. See you tomorrow.